em xin kính chào cô chú anh chị. Năm mới cũng chúc anh chị sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài. Hôm nay em có một số cây mai vàng giảo hạt Thủ Đức, bông từ 5 đến 12 cánh. Xin giao lưu với cô anh chị ha. Cây sống khỏe thường chậu, đang đâm chồi lại rất là mạnh luôn ha. Anh em đếm thử mặt bông cho cô chú anh chị coi nè ha. Tại cái bông này em để nó hơi khô nên nó thấy ha. Nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 cánh ha anh chị. Đó, bông rất là đẹp nha anh chị. Cây sống khỏe thường trụ, đâm chồi rất là mạnh lại này ha. Rồi, đâu quanh giùm em mấy cây này để giá hữu nghị cho cô chú anh chị mình chơi luôn nha cô chú anh chị. Cây rất là già, cây sống khỏe thường chậu, đang đâm chồi rất mạnh bông luôn ha anh chị. Rồi, cây này là 26 hoành. Chiều cao của cây này là tầm 1m, đây 1m4 nha anh chị. Chiều cao 1m4. Đường kính bầu 42. Đó. Rồi, cây này cây mã số 8. Cây giảo hạt Thủ Đức nha anh chị. Đó đây nè, bông nè. Đó, cùng một lô này ra đó anh chị ha. Em mới cắt tàn, còn cây niêm xuyên Tết á. Rồi, cây mã số 8. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là, rồi em để rẻ luôn, 950.000, em bao ship luôn ha. 950.000, giá cực kỳ mềm, bao ship tặng nhà cho mình luôn. Rồi, tiếp theo, cây mã số 9 nha cô chú anh chị. Đó, cũng giảo hạt Thủ Đức nha, bông từ 5 đến 12 cánh. Cây đang đâm chồi rất là mạnh ha. Đó, mặt hoa anh chị nhìn thấy cây đó nữa ha. Rồi, đâu hoành đi anh. Để giá mềm cho anh chị mình chơi nha. Hoành là 19 nha anh chị. Hoành 19. Chiều cao là 1m17. Đường kính bầu là 35. Rồi, cây mã số 9. Này bán giá cực kỳ mềm cho anh chị luôn ha. Rồi, cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 650 thôi. Giá rẻ luôn nha, bao ship tặng nhà luôn. Cây mã số 9 nha anh chị. Mai giảo hạt Thủ Đức nha, 650.000 bao ship luôn nha. Mặt bông chị có thể thấy đó ha. Rồi, tiếp theo. Cây mã số 10. Đó, nè. Quá trời đâm chồi lại nữa ha. Tại cây này mới xả tàn, sống khỏe thường chậu mới xả tàn lại nè. Cây rất là mạnh nha anh chị. Mã số 10. Rồi, anh đâu hoành giùm em. Cây hoành 24 nha anh chị. Đó, hoành 24. Chiều cao của cây này là 1m27. Giảo hạt Thủ Đức nha, bông rất là đẹp nha anh chị. Đường kính bầu 40. Đó, anh chị có mặt bông ha. Cây rất là đẹp luôn. Rồi, cây mã số 10. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 950.000 luôn anh chị ơi. Giá không đường nào rẻ bằng luôn ha. Em bao ship luôn ha. 950.000 em bao ship cho mình luôn nha anh chị. Rồi, tiếp theo, mã số 11 nha anh chị. Ồ. À, cây sống khỏe thường chậu nha. Nè, chỉ có lá đâm trển lên lại luôn nè ha. Giá cực kỳ mềm cho mình luôn. Rồi. Cây này hoành là gần 29 nha, tính 28 thôi anh chị ơi. Đó, bộ đế quá trời, cây này bộ đế nha. Rồi cây này cỡ 1m7, 1m8 nha anh chị. Khá là cao nha. 1m7, 1m8. Đường kính bầu là 52. Quá trời, cây này bộ đế cũng dữ lắm nha anh chị. À, cây sống khỏe hết trơn nha anh chị. Nè, đâm chồi lại rất là nhiều luôn ha. Hoa thì giảo Thủ Đức giống như cây đó nha anh chị. Từ 5 đến 12 cánh nha. Quá trời bộ đế luôn. Rồi, cây này mã số 11 nha cô chú anh chị. Đó. Quá đẹp chị ơi. Cây này là anh chị về nhà mà có sân hay có nhà vườn đó, thả xuống là em bao đẹp luôn. Rồi, cây này giao lưu với cô chú anh chị là 1.500.000 thôi, bao ship tặng nhà luôn. Giá không đường nào rẻ bằng luôn. Mã số là 11. 1.500.000 em bao ship. Rồi, tiếp theo, cây mã số 12 nha cô chú anh chị. À, cũng giảo hạt Thủ Đức nha. Cây sống khỏe hết nè, chị coi đâm chồi nè, lá chà bá không nha. Cây này hoành là 27 nha anh chị. 27 hoành, đế rất là dữ trong này luôn nè. Chiều cao là cỡ 1m6 anh chị ơi. Ha, nè. Lá. Đường kính bầu là 42. Đường kính bầu 42. Cây mã số 12 nha của chú anh chị. Quả khủng cây này luôn. Mai giảo hạt Thủ Đức nha. Rồi, cây số 12, cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.200.000 nha, bao ship tặng nhà luôn. 1.200.000, giảo hạt Thủ Đức. Rồi, tiếp theo,
cây mã số 13 nha cô chú anh chị. Quá trời cái tàn khủng luôn rồi. Đó, cây mã số 13. Nè. Đó. Đang đâm chồi lại rất là mạnh luôn nha anh chị. Chảo hạt Thủ Đức nha. Nè. Cây này khủng nha. Thấy gì chứ, cây này cũng bự lắm nè. Rồi đo thử hoành nè. Cây mã số 13 chảo hạt Thủ Đức ha. Bông từ 5 tới 12 cánh nha anh chị. Cây này hoành là 29 hoành nha anh chị. 29 hoành. Chiều cao cây này tầm cỡ 1m6 anh chị ơi. Đường kính bầu cũng là 44 hoành. Đường kính bầu 44 nha anh chị. Ồ, tàn rất là đẹp ha. Cây đâm chồi sống khỏe hết, mình yên tâm nha. Nè. Âm mầm luôn. Rồi cây mã số 13. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.300.000 thôi anh chị ơi. Rẻ luôn. 1.300.000. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Giá cực kỳ mềm luôn. Rồi tiếp theo, cây mã số 14. À, đang đâm chồi lại ầm 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 luôn ha. Chảo hạt Thủ Đức nha anh chị. Rồi đâu hoành nè. Cây này hoành là 25 hoành. Chiều cao là 1m5 anh chị ơi. Đường kính bầu à. Đường kính bầu là 44 luôn anh chị ơi. À, cây đang đâm chồi mạnh lắm nha anh chị. Cây sống khỏe thường chậu nha. Về mình xuống đất mình trồng hoặc làm vô cái chậu nha. À, cây mã số là rồi, cây mã số 14 nha cô chú anh chị. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là, rồi em để vô vẻ cô chú anh chị mình là 1.200.000 luôn anh chị ơi. Bao ship tặng nhà luôn ha. 1.200.000, giá cực kỳ mềm, bao ship luôn nha anh chị. Em ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo, cây mã số 15 nha anh chị. Nè. Đang đâm lại rất là mạnh luôn ha. Quá khứ luôn. Bộ đế nè. Khủng khiếp luôn ha. Rồi, hoành là 26 hoành nha anh chị. Đó, trên này 26, dưới này còn bự dữ nữa nha anh chị. Chiều cao hoành ơi. Chiều cao cây này là 1m19. Tàn rất là đẹp, cây này lực cây lắm ha. Thấy gì, cây này lực cây lắm. Đường kính bầu là 42. Đó, chị coi ha. Đâm chồi ầm ầm luôn nha anh chị. Cây sống khỏe hết rồi, chị yên tâm ha. Về vô chậu hoặc thả đất á, chị nào có vườn thả đất. Bông là bông, bông như thế nha anh chị. Rồi cây mã số 15. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.200.000 luôn nha anh chị. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. 1.200.000. Chảo hạt Thủ Đức nha, cây ghim nha anh chị.